chào quý vị đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của GPS, được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Mình là Kim Tuyến, người đồng hành cùng quý vị để điểm qua các tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Năm 2022, rất có thể SEC sẽ xem xét NFT và quản lý theo chế độ chứng khoán. Mexico sẽ phát hành CBDC vào năm 2024. Hàng nghìn công ty công nghệ Trung Quốc chạy đua tham gia vào Metaverse, bất chấp những cảnh báo về những hoạt động cấm đoán của chính phủ. Và cuối cùng, tham vọng trở thành một đếch thống trị của Uniswap trong năm 2022. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay bây giờ. NFT có thể bị SEC coi là chứng khoán. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Coindesk TV ngày 31 tháng 12 năm 2021, thành viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC, bà Hester Pierre, một trong những người ủng hộ tiền kỹ thuật số mạnh mẽ nhất tại SEC cho biết, NFT cũng thuộc phạm vi xem xét của SEC và có thể chúng được quản lý theo chế độ chứng khoán trong năm 2022. Trong năm 2021, thị trường NFT đã phát triển vượt mức 215 triệu đô la giao dịch. Những tài sản giá trị của NFT trong năm 2022 sẽ tiếp tục tăng lên và đó là lý do khiến SEC có thể chuyển hướng sang xem xét đối với NFT vào năm sau. Về quỹ Bitcoin ETF giao ngay, bà Hester Beer khẳng định thời gian vừa qua bà không hiểu lý do của SEC khi từ chối các đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay. Chính điều này khiến bà cũng khó dự đoán về khả năng của bất kỳ một quỹ Bitcoin ETF giao ngay nào được phê duyệt trong năm 2022. Mexico sẽ phát hành CBDC vào năm 2024. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, chính phủ Mexico chính thức thông báo rằng nước này sẽ phát hành đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC vào năm 2024, nhằm mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng, thanh toán thế hệ tiếp theo để thúc đẩy hệ thống tài chính trong nước. Ngân hàng Trung ương Mexico cũng cho rằng quyết định này được đưa ra vì CBDC và công nghệ liên quan có vai trò cực kỳ quan trọng, như là những lựa chọn có giá trị để thúc đẩy sự hòa nhập tài chính trong nước. Với kế hoạch này, Mexico hiện cùng với nhóm các nước Mỹ Latin như Brazil và Peru đang rất nỗ lực để phát triển các khu vực CBDC. Tuy nhiên, chính phủ Mexico phần lớn vẫn duy trì lập trường thận trọng khi nói đến việc chính thức áp dụng tiền kỹ thuật số. Năm 2021 cũng là năm chứng kiến hoạt động tiền kỹ thuật số rất sôi động tại Mexico. Chỉ tính riêng sàn Bitso, sàn giao dịch crypto lớn nhất tại Mexico, đã cung cấp dịch vụ gửi tiền bằng ví Bitcoin tại hơn 140.000 cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước. Với cách cung cấp dịch vụ qua hệ thống cửa hàng này, Bitso được ví như mạng lưới hệ thống máy ATM, tiền kỹ thuật số bao trùm cả nước, giúp người dân tiếp cận với tiền kỹ thuật số một cách hiệu quả hơn. Các công ty Trung Quốc tham gia cuộc đua Metaverse. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gần đây cảnh báo rằng Metaverse và NFT có thể trở thành những trò lừa đảo, gian lận hoặc bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Chính vì vậy nên chúng rất nguy hiểm và cần giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, gần đây vẫn có hàng nghìn các doanh nghiệp Trung Quốc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến thuật ngữ Metaverse và NFT. Theo tờ South China Morning Post, tính đến nay đã có hơn 1.360 doanh nghiệp Trung Quốc nộp đơn đăng ký 8.524 nhãn hiệu liên quan đến Metaverse và NFT. Trên thực tế, hầu như tất cả các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Baidu, Tencent, Huawei, Hisense và Alibaba đã tham gia vào cuộc đua phát triển Metaverse. Cụ thể, gã khổng lồ tìm kiếm Baidu đã ra mắt ứng dụng Metaverse có tên là Siren vào tháng 11 năm 2021, trong khi ông lớn về trò chơi và công nghệ Tencent đã đăng ký gần 100 ứng dụng nhãn hiệu liên quan đến Metaverse, bao gồm QQ Metaverse, QQ Music Metaverse và King Metaverse. Cuộc đua Metaverse ở Trung Quốc không chỉ dừng lại ở cấp độ doanh nghiệp mà còn lôi kéo các chính quyền địa phương tham gia. Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc cũng chính thức tuyên bố phát triển và ứng dụng Metaverse trong các dịch vụ công trong vòng 5 năm tới. Theo đó, Thượng Hải sẽ thúc đẩy việc sử dụng Metaverse cho các dịch vụ công cộng, văn phòng kinh doanh, giải trí xã hội, sản xuất công nghiệp và an toàn sản xuất, trò chơi điện tử. Như vậy có thể thấy, mối quan tâm của Trung Quốc đối với công nghệ mới đã không thay đổi trong những năm gần đây, mặc dù vẻ bề ngoài chính quyền luôn ra sức cảm đoán, quản lý chặt chẽ tài sản kỹ thuật số. Tham vọng của Uniswap trong năm 2022. Trong tuyên bố đầu năm mới 2022, Hayden Adam, nhà sáng lập giao thức Uniswap cho biết, năm 2021, Uniswap đã đạt được những thành tựu quan trọng khi sự tăng trưởng của giao thức này luôn gắn với sự hỗ trợ thúc đẩy DeFi, các dự án Web3, các tổ chức tự trị phi tập trung DAO, trò chơi tiền kỹ thuật số, Mimicoin và mã thông báo xã hội. Tháng 5 năm 2021, Uniswap cũng đã đi tiên phong trong thanh khoản tập trung với sự ra mắt của Uniswap V3 và sự phát triển tích hợp với mạng lưới Polygon và hai mạng lưới khác là Optimism và Arbitrum. Về định hướng phát triển năm 2022, Hayden Adam cho biết Uniswap sẽ tạo động lực tốt hơn cho các nhà phát triển với nhiều công cụ và tiện ích hơn, giúp họ tham gia vào quản trị cộng đồng dễ dàng hơn, thúc đẩy Uniswap để có khối lượng giao dịch tích lũy vượt mốc 1.000 tỷ đô la, tạo thêm nhiều con đường để có những giao dịch giá rẻ, an toàn và liền mạch, đồng thời tiếp tục thúc đẩy sự phát triển đổi mới của DeFi. Tham vọng của Uniswap sẽ là nhanh chóng trở thành giao thức DEX thống trị và cung cấp cải tiến gấp 1.000 lần đối với hiệu quả sử dụng vốn DeFi. Thanh khoản tăng hơn 1.000%, hàng tháng ở mức 75% tất cả các giao dịch Layer 1 Ethereum DEX.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GFS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!